mọi chị em phụ nữ của chúng ta đều là thúy kiều nhưng mà chúng ta không biết cách để khơi gội lên không biết cách để làm cho chúng ta đẹp lên giống như thúy kiều mà chúng ta cứ tưởng mình là thị nổi khi mà chúng ta có chồng rồi chúng ta sinh con xong rồi bắt đầu chúng ta cho phép mình cái thời gian toàn bộ đấy chúng ta đâm đầu trong bếp ok nếu như chúng ta hoàn toàn có thể toàn tâm toàn ý chúng ta có những cái yêu thích cái công việc bếp núc chúng ta vào chúng ta nấu cho chồng cho con ăn một bữa cơm dành toàn bộ cái tình cảm yêu thương và chúng ta làm cái đấy hoàn toàn tự nguyện chứ không phải là nhiệm vụ của mình thì bác sĩ Oa đồng ý là nó là một điều cực kỳ tuyệt vời người phụ nữ là một người giữ lửa là một người ở trong gia đình là gắn kết lại các thành viên là cái nguồn năng lượng cho gia đình nhưng vô tình chung khi mà chúng ta cho phép người ta coi đấy là nhiệm vụ của mình có nghĩa là người đàn ông họ chỉ cần đi ra ngoài kiếm tiền về họ mở cánh cửa ra họ vứt phăng cái cặp và phải có người cơm sẵn đấy bưng nước cho mọi người rửa chân rồi người gọi anh ơi đi ăn cơm đi và nó thành một cái nhiệm vụ mà chị em của phụ nữ của chúng ta phải thực hiện nó xong rồi nó tạo thành một cái gánh gánh nặng ấy lúc đầu chúng ta có thể cam chịu ngày 1, ngày 2 đấy là chúng ta dành toàn bộ cái thời gian đấy khi mà chúng con của chúng ta còn nhỏ còn dành toàn bộ 6 tháng đầu cho con bú chẳng hạn nhưng về lâu về dài chúng ta cũng phải quay trở lại yêu thương bản thân mình mà mình phải yêu thương mình trước mình phải công nhận bản thân của mình trước mình phải soi gương vào trong cái gương đấy mà mình cảm thấy mình còn đáng được trân trọng mình còn đáng được yêu thì người khác mới thẩm thấu được mình đúng không mọi người mình nhìn vào trong gương mà mình còn thấy ui rồi ôi là một cái bà chị nở ở trong gương thì mình đừng mong ông chồng một người yêu bằng mắt mọi đàn ông đều yêu bằng mắt phải yêu thương và chiều chuộng mình tại sao những chị ở bên ngoài đấy chị có thể là không giỏi bên lúc quá, cũng không phải đảm đam quá, nhưng mọi người có thể nói là hơi vụng một tí. Nhưng họ yêu thương bản thân mình, họ chút cho cơ thể của mình Bác sĩ Hoa không khuyến khích là mọi người kiểu là phải đi phẫu thuật thẩm mỹ hay là làm cái gì đấy cho mình trở thành một cái con người khác Điều đấy là hoàn toàn không cần thiết nếu như chỉ là mình yêu thương và mình khai phá được những cái nét điệp tiền ẩn của mình lên mình Ví dụ như mình luôn luôn mình có thể trang điểm thì trang điểm là cái lúc mà mình biết được đâu là thế mạnh của mình Mình phô trương ra sau đấy thì còn những cái mà là điểm yếu của mình thì mình che bớt đi để cho nhìn của mình có sức sống, có sự tươi mới Mình ăn mặc cái trang trang phục nó phù hợp với cái vóc dáng của mình một chút và mình có cái năng lượng được gọi là cái sự duyên dáng về duyên láng ở đây là về duyên dáng cả về cái cử chỉ và cái tri thức ở bên trong mình thì lúc đấy mình là cái nguồn giống như một cái thỏi nam châm thu hút những cái người xung quanh của mình lại và những người ở trong ở xung quanh mình họ cảm thấy được à, có một cái bầu không khí nó rất là tươi vui nó có nhiều năng lượng có những cái sự tích cực thì họ buộc họ phải trân trọng và họ sẽ phải yêu thương cái người phụ nữ đang đi cạnh mình nó giống như là họ phải vinh hạnh lắm họ phải hãnh diện lắm khi mà có mình làm vợ và là mẹ của các con họ thì khi đấy mình mới có thể nắm trong tay mình cái hạnh phúc nên là các chị ạ, à, cái này thì bác sĩ Hoa không dám lên đây là dạy đời ai cả hay là có kiểu là phải dám chỉ bảo cái gì cả mà đây chỉ là cái quan sát của bác sĩ Hoa trong cái cuộc sống hàng ngày. Nếu như mà các chị quay trở lại yêu thương bản thân mình chăm chút cho cái vẻ bề ngoài của mình lẫn cho cái tâm hồn ở bên trong của mình, cho cái sức khỏe của mình thì cái hạnh phúc hôn nhân gia đình của mọi người chỉ có theo cái chiều hướng tốt lên thôi mà không xấu đi. Còn nếu như các chị có còn bỏ rơi cơ thể mình thì có thể ngay ngay lúc này nó chưa có vấn đề gì cả, nhưng về lâu về dài chắc chắn nó sẽ có vấn đề bởi vì bản thân mình mà còn không yêu thương mình thì không ai có thể yêu thương nổi mình đâu.